2. Hôm nay là ngày thứ 2 trong đất nước Canada này đang nghỉ lễ của đất nước Canada. Và hôm nay em của tôi là em Úc, là tên là Thuyên, đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con trai của cô ấy. Và chút xíu nữa đây, tất cả khách đãi tiệc sẽ đến đây dùng bữa tiệc vui vẻ với gia đình. Xin hãy chờ đợi trong buổi tiệc hôm nay sẽ rất là vui vẻ, hạnh phúc. Và đây là hình ảnh mà Thi đang quay, là những cái hình ảnh đó là do em của tôi tổ chức trang trí hình ảnh trong ngôi nhà xinh đẹp, có những cái quả bóng rất là xinh đẹp. Trong ngôi nhà bé nhỏ này đang có trang trí trên bức tường, có những bức tranh rất là xinh đẹp. Mẹ của tôi, mẹ của chúng tôi và là bà của mấy đứa cháu của tôi đang phụ giúp cho em tôi được hoàn thành những buổi tiệc hôm nay rất là tốt đẹp, thành công. Hy vọng sẽ được thành công, vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và những người dì của Thi sẽ là khách để mời vui vẻ trong buổi tiệc hôm nay. Còn đây là em Út của tôi. Tôi rất là thương em Út của tôi. Tôi cũng đã hồi sáng sớm, tôi đã dậy sớm để phụ giúp nó rồi. Và bây giờ nó nấu hai món: bún riêu và bắp xào. Trên bàn đã bày ra những món ăn rất là tốt đẹp, thành công. Có quả dưa hấu và dưa tây và một trái cherry và một dĩa chả lụa để dành ăn bún riêu. Và đây là những món ăn trái cây. Những món ăn trái cây này, mặc dù cả nhà tôi, đại gia đình của tôi đang sinh sống trong đất nước Canada, xứ lạ quê người, nhưng mà không quên những món ăn của đất nước Việt Nam. Đó là những trái cây của Việt Nam: măng cụt, nhãn, dải, và có những trái bắp của đất nước Việt Nam, đó là trái bắp nếp, ăn rất là ngon. Và bây giờ tiếp nối chương trình văn nghệ. Và bây giờ tiếp nối tiết mục là buổi sinh nhật của Danny, cháu trai của dì Ba Thi, với sự khách mời là Timmy, Jason. Có dì Năm, dì Sáu tham gia chương trình sinh nhật của MC mà là của một người gọi là Danny. Gồm có những món ăn rất là ngon. Có những món ăn ngon: bắp xào, tôm chiên, chân gà, xả tắc, mì hủ tiếu xào, nem chua và chả lụa. Hôm nay là sinh nhật của cháu trai của Hòa Thi, tên là Danny, và mở đầu tiệc tùng là một món ăn bún riêu đặc sản của Việt Nam. Xin mời tất cả mọi người hãy ăn cái món ăn này.
nhỏ vô, lưu lì vô. Và bây giờ đến lượt phần hát hát ca mừng sinh nhật cháu của Hồ Bích Thi. Đó là anh hai Danny. Gồm có những cái gương mặt rất là thân quen, dì ba, bà ngoại, dì hai, dân mở hai, qua bên kia kìa, tới kia đi, hép bờ, hai đứng phía sau kìa, sao chứ còn, Louis, Danny là nhân vật chính, để bóng bóng phía sau chỗ dì hai, Jason, đi vô không được, dì năm, Bích Thuyên, và dì sáu, bà sáu của Danny rất là thương yêu Danny nhiều lắm. Anti sick chứ đừng nói bà sáu mày anti. bà sáu đã chuẩn bị phong bì để mà mừng sinh nhật của Danny. Mở lại chim cái. Rồi, đứng lên Danny, đứng lên, chị ngồi cho ông già quá. Chị bắt đầu hát nè, chị mày vô. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, chưa chút cái chân lụm tiền rồi. Dì ba đã đưa cho con quà rồi nha. Đây là bây giờ bà sáu nè, chúc con khỏe. Hai phai áo của ba kìa. Rồi ngay ba ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha. Con đây là của cậu Nguyễn nha, cậu Nguyễn đi làm cũng gửi vô quà cho con đó. Giúp mẹ nhiều thứ luôn nha. Thôi con. Ước nguyện chưa? Happy birthday. Ước nguyện gì hết con? Ước nguyện đi gì? Wish là cái trong đầu cầm lên này đi nói cái thi qua vòng vòng cái mặt coi nè, con cầm cái máy nó đứng đơ vậy, nó quay đó. Không phải lấy tiền thì xem mà kiếm quà không ra. Tao qua rồi. Kiếm quà cái gì đâu có tặng quà. Vô kìa, vô kìa, vô kìa, vô kìa, vô kìa, vô kìa, vô dạ có đây. Vô chụp hình với ngoại kìa. Tấm trước đây, chụp lâu mình tấm trước rồi. Cua cua xuống cái bánh nhà, chụp tấm trước một cái. Bụng bự quá, đưa bụng bự lên. Kính thưa quý vị, tiết mục buổi sinh nhật của cháu trai ruột của người tên là Thi Hồ đã kết thúc trong chương trình hôm nay. Xin hẹn gặp lại những tiết mục khác được hay hơn, thành công hơn. Xin chào, bye.